Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong Thủy May Mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của Thầy Gia Cát. Quý anh chị thân mến, thời gian vừa qua có rất nhiều câu hỏi được gửi về cho Phong Thủy May Mắn, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 về các hung vận khí từng hướng và năm nay 2020 Canh Tí nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn giải lộc, mang lại bình an, may mắn cho gia chủ. Hiểu được những lo lắng quan tâm của quý anh chị, ngày hôm nay chúng tôi đã làm một video về nam mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020 để quý gia chủ có thể tham khảo chọn phương hướng hợp lý để khai sơn lập hướng, giúp ngôi nhà của mình đón được cát khí vượng khí, gia chủ sinh sống trong đó được bình an may mắn, sức khỏe an khang tài lộc tấn tới. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn đúng tuổi để tiến hành động thổ xây dựng mới cho căn nhà của bạn sẽ mang lại phúc khí vượng khí, giúp cuộc sống của gia chủ và những người thân sống trong căn nhà đó được thuận lợi, hanh thông, con đường công danh tài lộc được mở rộng hơn nữa về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ, khỏe mạnh, vui tươi. Tuy nhiên ngược lại, nếu quý anh chị chọn nhầm tuổi làm nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của toàn bộ gia đình, gây nên những tai ương khó tránh, dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Mệnh chủ tuổi Thân sinh năm 1968, nạp âm ngũ hành đại dịch thổ, phần lớn là người cả đời vất vả, nữ mệnh nuôi chính độc lập, duyên phận gia đình mỏng, về già thì khá giả hơn. Năm Canh Tí nạp âm ngũ hành bích thường thổ, thổ khí đồng niên nên vượng địa, mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa và hô hấp nhiều hơn, đặc biệt là các bệnh liên quan tới tai mũi họng. Năm nay mệnh chủ cần lưu ý chuyện bị người khác lừa tiền xảy ra, không được đầu tư tài chính hay là bảo lãnh về tài chính cho ai, đồng thời sẽ có tương đối nhiều cơ hội cùng bạn bè thân thiết gặp nhau, cùng ôn lại kỷ niệm cũ. Vất vả cả đời nhưng lại gặp được cơ hội hợp thái tuế là một trong những điều cực kỳ may mắn cho những người tuổi Mậu Thân. Vậy nên, nhân cơ hội này, hãy sử dụng thêm vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn và kim bài thái tuế vào năm 2020 để nghênh đón cát thần thâu thu tài lộc may mắn của năm. Mậu Dương Thổ gặp canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất để phòng hao tổn tiền tài. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần chú ý về phần tài chính trong tháng này nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay là giao dịch. Ngược lại, với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, đây lại là một tháng tốt dành cho những gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 đang hoạt động mảng nghệ thuật, y học, luật sư. Mậu Thân cần chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh mình, cẩn trọng, nếu không sẽ gặp phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh mình. Nam mệnh 53 tuổi, năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, mọi việc như ý, vận thế ổn định. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng cần phải xét đến tuổi của gia chủ có phạm kim lâu, quang ốc hay là tam tai hay không, và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tí, gia chủ 53 tuổi theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ gặp phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tí, gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ là 53 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Còn xét đến tam tai, năm mệnh gia chủ tuổi Mậu Thân sẽ cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm Canh Tí 2020, theo cách tính tam tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây mới gia chủ Mậu Thân sinh năm 68 năm mệnh, năm nay sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trên trạch đất nhà mình, nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc là căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách của căn nhà bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên lại viết rằng: thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh, có nghĩa là
trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết: vạn vật chi sinh cầu đạt nhất khí, có nghĩa là khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng, tu tạo, sửa chữa cho căn nhà của bạn. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm phải những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắp vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắp vận hợp long, phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này thì gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường. Tuy nhiên, cần chú ý khi mà xây dựng sẽ phải mượn được tuổi động thổ với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, mang lại vượng khí, khắc khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này thì gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí cát lành, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trong trường hợp cuối cùng thì đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành xây sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh, sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa dẫn tới tổn thất về nhân đình. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nam mệnh. Với nam mệnh Mậu Thân sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên và Đông Bắc là Sinh Khí. Ngoài ra thì sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, hướng Đông Nam Ngũ Quỷ. Hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý từ 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà toàn ngọ hướng Tý tọa Phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm và Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ Mậu Thân sinh năm 1968, nam mệnh, xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch không hợp hướng, bị Phạm Tuyệt Mệnh, mà Tuyệt Mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay sao tam bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp trộm cướp đáo tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, chọn 5 tháng khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành xây sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh, sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đình.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn chảy theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Về hướng Nam gồm 3 sơn Bính Ngọ Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp tu tạo, sửa chữa nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 68 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch, không hợp hướng vàng lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái lạc hẳn. Chủ bị thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ bị bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe, ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát, của các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Nam kết hợp với tuổi gia chủ Mậu Thân sinh năm 68 sẽ rơi vào trường hợp thứ 3 là đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Còn đối với trường hợp này thì gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần chú ý trong khi xây dựng cần mượn được tuổi hợp với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại may mắn vượng khí, cát khí cho ngôi nhà mình sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này thì gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hưng trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Mậu Thân sinh năm 1968 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn đối với gia đình theo đường quan vận, bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Mậu Thân sinh năm 68 đang ở nhà hướng Bắc, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Về hướng Đông gồm 3 sơn Giáp Mão Ất có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này sẽ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đã đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ, nên những nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm vào Mộ Long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên xây kẻo rước họa vào thân. Với nam mạng sinh năm 1968 ở trong căn nhà hướng này phạm vào họa hại thuộc Đông Tứ Trạch nên không hợp hướng. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái lạc khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Trường hợp nhà hướng Đông kết hợp với nam mệnh Mậu Thân sinh năm 68 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn 5 tháng khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đình trong nhà.
Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 68 nam mệnh đang ở nhà hướng Đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây gồm 3 phân canh Dậu Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh Tý Cửu Tử đáo đến, Cửu Tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này là hướng bán cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch nên hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng 1 năm có của, vượng tài phát lộc lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Tiếp đến là hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất Càn Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh Mậu Thân sinh năm 68 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tự quấy là Càn, chủ về hòa thuận, lợi vì quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng, đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Còn về hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh Tý sao nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo vào Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa Thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu kỷ đồ thiên sát. Anh chị xây mới thì chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch, còn nếu tu tạo sửa chữa thì vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Tuổi Mậu Thân nam mệnh sinh năm 1968 thì ở nhà hướng này sẽ thuộc Tây tứ trạch hợp hướng được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tự quái là Trấn, chủ bị nhân ái tài lộc lợi cho mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, đợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tưởng thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ đang theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty, nhà hàng. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 rơi vào trường hợp thứ hai là đã bàn luận bên trên của trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phủ long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là sẽ cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên tình năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Còn nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Sa Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sử dụng bộ trấn trạch hoa mai trấn sát kỵ tà chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
về hướng Đông Nam gồm 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây chọn ngày tháng cát lành và tháng 3 tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất thì không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Nam mệnh Mậu Thân sinh năm 68 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tự quái là Ly, chủ đến nóng nảy, tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy, bị hỏa hoạn, bệnh tật khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa nếu có tình bất chấp xây dựng cực kỳ nguy hại cho bản thân. Trong trường hợp nhà hướng này kết hợp với tuổi mệnh chủ sinh năm 1968 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành xây, sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu xấu quá dẫn tới tổn thất nhân đinh. Vì vậy, với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ để hóa giải như sau. Đối với trường hợp nhà chưa xây dựng, chọn năm khác đắc vận, đắc long, đón thiên khí, vượng khí để tiến hành xây dựng. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 68 nam mệnh đang ở nhà hướng Đông Nam này, cần có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Và cuối cùng là hướng Tây Nam gồm 3 sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 không được cát cho lắm. Hơn nữa, sơn thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10 khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được phục vị rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về quan tung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tay phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này kết hợp với tuổi gia chủ Mậu Thân sinh năm 68 năm mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phủ long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cắt lành, phủ long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp với trạch đất với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt cát lành, bình an, phát triển thuận lợi nhanh chóng. Còn nếu hướng này xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, thị phi bủa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy với hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương mắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích nam mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa, sang ngày cưới hỏi, cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp cho chương trình một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông
tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại trong những video sau.